Xin chào các bạn đang quay trở lại với kênh xe điện motor điện. Cái video hôm nay mình sẽ xin giới thiệu đến các bạn cái phần 2 của cái xe điện tự chế mình làm để gia đình đi chơi. Nó khổ nhỏ thôi, thì phần 1 mình có giới thiệu qua, nhưng phần 2 này có một chút thay đổi nhỏ. Hôm nay thì nó có một cái ồn ào cho nên là mình sẽ làm cái video mình giới thiệu sơ qua. Ngày mai mình sẽ rỡ toàn bộ cái con xe này ra và chi tiết từng phần khung, sườn, hệ chuyển động của nó để cho các bạn xem và tham khảo những cái kinh nghiệm làm xe, những cái chỗ bị vướng mắc trong quá trình làm một cái xe. Nó rất là đơn giản vậy thôi, nhưng khi ta làm nên thì sẽ rất là nhiều cái vấn đề nó sẽ nảy sinh trong cái quá trình mình làm xe. Thì hôm nay em xin giới thiệu sơ qua đến các bạn về cái kích thước khung sườn của nó. Kích thước của con này thì chỉ rộng có 72 cm và chiều dài của nó là 1m3, dài 1m3 và rộng 72. Kích thước đường bánh là 35 cm. Toàn bộ cái xe của mình thì không có sử dụng cái hệ thống giảm xóc, nhưng vẫn có khả năng tự cân bằng ở trên những cái đường gồ ghề, luôn luôn tiếp xúc bốn mặt với lại mặt đường. Cái này chắc là các bạn xem phần video 1 thì đã rõ, hoặc là mình sẽ làm trong một cái video hôm sau. Mình sẽ tháo toàn bộ của nó, cái xe này ra, ráp từng mục một để các bạn tham khảo. Còn hôm nay thì mình chỉ xin giới thiệu tổng quan đến các bạn và xin các bạn cho thêm một vài ý kiến để mình thay đổi. Cái phần đằng sau thì mình vẫn chưa ưng lắm, nó chưa được cân xứng với cái xe. Còn phần đầu thì mình cũng cảm thấy khá là ổn rồi. Có thể bọc kín và làm đèn hoặc là để trần như thế này thì đều được. Đấy. Còn phần đằng sau thì mình cũng chưa ưng lắm. Con xe này cũng có thể hoàn toàn sử dụng mái che, quấn vòm, đi đỡ nắng đỡ mưa cũng được. Với cái dòng xe này thì mình làm một ghế lái đằng trước để chở các cháu đi chơi. Và các cháu nhỏ đi thì mình không sử dụng ghế to vì nó rất là xấu. Chỉ sử dụng một cái ghế nhỏ đơn giản này thôi, thì nó không được thẩm mỹ lắm. Nếu mà chuyển cái xe này thành xe chơi thì mình có thể chuyển cái phần trục lái của nó nghiêng về phía đằng sau, và ghế ngồi chỉ cần dịch lên đằng trước một tí thì cái xe này rất là đẹp. Nhưng với cái mục đích cá nhân thì mình phải làm cái ghế lên trên để chở thêm một người lớn và hai trẻ con ở phía đằng sau, và một người lớn lái ở phía đằng trước. Cho nên cái mục đích xe của sử dụng của mình nó là như vậy, nhỏ nhưng lại chở được rất nhiều. Đấy. Tiết kiệm không gian tối đa, nó không mang mục đích làm xe chơi một mình. Tuy nó rất nhỏ nhưng cái cấu hình của nó thì lại được sử dụng là một cái bộ cầu. Cầu này là cầu xe điện có vi sai và nó có hộp số. Đấy, thì chỉ trang bị với động cơ có 500W thôi, nhưng mà nó rất là khỏe. Với một cái dốc 45 độ thì ta có thể tiến lùi ngược với tải trọng là 150kg. Vẫn nên dốc bình thường. Mình chưa có thử qua tải trọng cao hơn, nhưng mình thấy với cái dốc 45 độ thì hầu như tất cả các loại xe có thể là nói là khá là vất vả, kể cả xe máy. Nếu như các bạn không về số 1 thì cũng khó lòng lên được cái dốc cao như thế. Hôm nay mình có tháo hết đồ điện ra để mình sơn lại, sơn chống rỉ, và ngày mai mình sẽ bọc tôn ở phía sườn dưới dưới. Thì trước khi bọc tôn thì mình sẽ tháo toàn bộ cái xe này ra và ráp lại từng bộ phận một để các bạn cùng nghiên cứu về cái khung sườn của cái xe này. Và thay đổi cái phần giảm xóc cũng khá là dễ, không có gì phức tạp cả.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mình đăng video mới nhất. Và nhớ đón xem video phần sau, phần lắp ráp và chia sẻ những cái thắc mắc, những cái khúc mắc trong khi làm một cái xe, để chúng ta tránh gặp phải khi làm những cái xe chơi. Trông vậy thôi nhưng nó rất nhiều vấn đề khi ta bắt tay lên làm, mà những bạn mới làm mà cũng không thể lường trước được. Và chúng ta tránh được bao nhiêu thì đỡ tốn tiền và thời gian bấy nhiêu. Kể cả đối với những các bạn làm một hai lần rồi cũng có thể sẽ gặp phải những cái lỗi nhỏ như thế. Còn đối với các bạn làm vài con xe trở lên rồi thì chắc chắn là sẽ tránh được rất nhiều cái vấn đề đó. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.